Vâng, xin chào anh em. Hôm nay K Audio lên cho anh em một siêu phẩm bộ dàn Kenwood UDA55 sử dụng đôi loa UDA77 trùng series. Bộ dàn về còn đẹp nguyên zin, mới keng luôn anh em nhé. Ê căng đầy đủ. Mình sẽ quay gần cho anh em xem. Đẹp như mới luôn nhá. Đôi loa UDA 77 này rất nhiều anh em săn đón. Loa đẹp như mới, hay căng mới, đẹp. Cục dàn Kenwood UDA 55 có cổng USB này, CD này, cổng thẻ nhớ này và các ngõ vào âm thanh như D Audio, AUX. Dòng UDA 55 này có tính năng đặc biệt, đó là cóp nhạc từ CD vào USB hoặc từ thẻ nhớ vào USB, cực kỳ tiện anh em nhé. Đây là núm chỉnh volume này, núm lấy bài này, thiết kế rất là đẹp. Cục dàn này công suất là 60W, đôi loa công suất là 40W. Màu sắc vân gỗ rất sang trọng. Bây giờ mời anh em nghe thử nhạc nhé. Anh em có thể nghe nhạc từ USB, chỉ cần ấn một nút ấn. Hoặc anh em có thể nghe nhạc từ thẻ nhớ này, ấn một nút này thôi. FM này. CD này, ấn về CD là ok. Tất cả các chức năng là ok hết anh em nhé. Thì anh em nào quan tâm bộ dàn có thể liên lạc với số điện thoại 0357 518 999 hoặc số Zalo 0357 518 999. Anh em nào chưa ưng thì có thể đăng ký kênh để chờ K Audio lên hợp những bộ dàn hợp với anh em hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.